Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Phương Pháp Thứ 28. Lúc bây giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức ý thần thông tự tại hoài được danh văn cùng vô lượng vô biên bất khả tư số chúng đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến các nước đi ngang qua khắp rung đồng giới hoa sen báu tuổi nhà vô lượng trăm nghìn muôn đức các thứ kỳ nhà lại cùng vô số các cái đại chúng trời rồng giả xóa can thát đế ba A tu la ca lau la khẩn la la ma hầu la ra nhân si nhân vân vân vây quanh đều hiện sức hoài được thần thông đến cõi ta ba thông núi kỳ xa quật đó mà ra lại được Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hầu bảy vòng bạch Phật rằng Thế Tôn con ở nơi nước của Đức Bảo Hoài Đức Vương Hương Vương xa nghìn cõi ta ba này nói kinh Pháp Hoa nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn đức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ cuối mong Đức Thế Tôn nên vì chúng con nói đó nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp rồi sau khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh Pháp Hoa này, một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trong các cội công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sinh. Thiện nam tử thiện nữ nhân nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn nên đức Bồ Tát mà đông đến để nghe thọ cuối mong Đức Thế Tôn nên vì chúng con nói đó nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp trong khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh Pháp Hoa này, một đó sẽ đặng kinh Pháp Hoa này, một đó là được các cái phật hộ niệm, hai là trong các cái cội công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát tâm cứu tất cả chúng sanh. Thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế sau khi Như Lai diệt độ quyết đặng kinh này. Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn, năm trăm năm sau đời ác trược nếu có người tàu thì kinh điển này con sẽ giữ gìn từ các sự khổ hoạn làm cho đặng an ổn. Nếu không có ai đặng tiến lời rình tìm làm hại hoặc ma con trai của ma hoặc con gái của ma dân ma hoặc người bị ma giờ hoặc ra sao hoặc la sát hoặc cơ bản trào hoặc tỳ xá đà hoặc kiết xá hoặc phú đơn na hoặc phi già la vân vân những kẻ làm hại người liệu chẳng đặng tiến lời người đó hoặc đi hoặc đứng đạo cũng tụng kinh nghi này. Bây giờ con cởi tượng vương trắng sau ngã cùng đại chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cung dường thủ hộ an nội tâm người đó cùng để cung dường kinh Pháp Hoa. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này
Bây giờ con lại cưỡi tượng vương trăng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa mà có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy đó chúng cùng đọc tụng làm cho thông thùa. Bây giờ người tàu đi đọc tụng kinh Pháp Hoa đang thấy thân con lòng rất vui mừng, lại càng tinh thần do thầy vui mừng, lại thấy thân con liền đặng tam hồi và đà la ni tên là Triệt Đà La Ni, trăm nghìn muôn nước Triệt Đà La Ni, pháp âm phương thiện Đà La Ni, đặng những môn Đà La Ni. Như thế Thế Tôn, nếu đời sau, sau 500 năm trong đời giác trượt kháng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tác, ưu bà di, người cầu, người thọ trí, người đọc tụng, người biên chép mà muốn tìm pháp cùng pháp mua này, thời trong hai người một ngày phải một lòng tinh tịnh mạnh 21 ngày rồi. Con sẽ cởi tượng trắng sau Nga cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh như thầy hiện ra nơi cho cái người đó để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng. Nga cùng lại cho chú Đà La Ni, đồng chú Đà La Ni này dạy không có âm phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng biết người nữ làm một loạn, con cũng đích thân thương hộ người đó. Cùng ông Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền đã trước Phật Ma nói chú rằng: A đàn đề đàn đà bà đề ban đà bà đề man đà cơ sa lê đàn là tu đà lê tu đà lê tu đà đà bề Phật đà ba chuyên đề tắc bà đà la na li a bà đà ni tắc bà bà sa a bà đà ni tu a bà đà ni răng già bà di xoan đi tăng giặc kết di đà ni a tăng kỳ tăng kỳ bà địa đê lê a đòa tăng già đau lược a đà la đê bà la đê bà la tăng đà địa tam an địa a đà lan địa tất đà bạt ma tu lợi đắt đê tất bà tất đòa a lâu đài kêu xa lược a nâu đà đi tân na tỳ kiết lợi đi đê. Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào đằng nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng đều là sức oai thần của Phổ Hiền. Nếu có người thọ trì tụng ghi nhớ chân tranh hiểu nghĩa tu kinh trong kinh nhà đúng như lời mà tu hành, vậy biết đi người đó tu hành Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên cả cái Đức Phật sâu trong củi lanh được cả cái Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biến chết người này, bạn chúng sẽ sanh lên trời đau lợi. Vậy bốn muôn tám nghìn thiên nữ trời các kỳ nhạc mà đến rất cái đó, người ra liền đổi màu bảy bao vợ trong hàng thế nữ, vui chơi khoái lạc hướng là thọ trì đọc tụng anh nghĩ nhớ chân tranh hiểu nghĩa tu kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thọ trì đọc
cái tùng thái nghĩa thủ kinh. Ngày đó khi bằng chung được cái nghiền đức Phật trao tay khiến chẳng sợ sệt, chẳng đã vào đường liền lên cung trời đâu xuất tổ di, liền lên cung trời đất xuất tổ di đặc Bồ Tát mà sanh vào hoàng quyên thuộc trăm nghìn môn đức thiên. Nữ đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát cùng nhau quy vây quanh có công đức lợi ích nhà như thế, cho nên người trí thức phải một lòng tự chép hoặc bảo người khác chép thổ trí đốc tùng thì nhờ chân tranh đúng như lời tu hành. Thế tôn con này dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi nhớ lại diệt độ làm cho rộng lực ở trong dâm phù để khiến chẳng đứt mắt. Bây giờ Đức Thế Can Mâu Ni Phật khen rằng hay thay Phổ Hiền ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghi công đức, lòng từ bi sâu lớn từ lâu xa, đến nay phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác mà có thể sách thanh nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trí danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền nếu có người thọ trí đắc vị tùng thì nhờ chân tránh tu tập biện chép về kinh pháp hoa này, hãy biết người đó thời là thầy Đức Thế Giới Ca Mâu Ni Phật, nhớ từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Phải biết người đó cũng dường cho Đức Thế Giới Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật ngài khen lành thay, phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy trùm mà tinh cho. Người như thế chẳng ai còn lại ham vui mà sự vui trong đời chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác hoặc kẻ thịt hoặc kẻ nuôi heo dê gà chó hoặc sơ thân hoặc kẻ buôn bán sắc gai. Người đó tâm ý ngay thiệt có lòng nghĩ nhớ chân tránh có sức phước đức, người đó chẳng bị ba máu độc lâm não hại, cũng chẳng bị tăng ghen ghét ngã mạn ta bàn tăng thượng bàn lam não hài. Người đó là muốn biết đủ có thể tu anh Phổ Hiền. Phổ Hiền sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đâu có tụng kinh pháp hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng và các chúng ma thanh vô thường chánh đẳng chánh giác chuyên pháp luân đánh pháp cổ thái pháp hoa rơi pháp phụ sẽ ngồi đâu pháp toa sư tử trong đại chúng tươi người. Phổ Hiền nếu ở đời sau có người tu tùy theo cái tụng kinh điển này, nếu đó chẳng còn lại tham với phục dương nam những vật nơi sống tù mong cầu chúng luôn luôn cùng ở trong hiện đời rằng Phật bảo đó. Nào có người khinh chê đâu rằng ông là người điên cuồng vậy luôn làm hành ấy trộn không đẳng lợi ích, tội bao nhiêu thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen người đó sẽ ở trong đời này đẳng mãi quả bao hiện tại. Nếu lại cho cái người thọ trì kinh như thế mà nói bay
lỗi quấy của người đó hoặc diệt hoặc chẳng diệt người này trong anh đời mắc bệnh bất lại. Nếu khinh nghĩ người tu người thì kinh sẽ đời đời răng nếu sưng thiếu môi ra sáu mũi thẹp tay chân sưng khỏe mắt kẻ thân thể hối sơ kẻ giữ mâu mù vùng trùng hơi ngành bị các bệnh nhân sự cho nên phổ biến nếu thấy người tổ ti kinh điển này phải đứng dậy xa xưa phải như kinh Phật. Lưu Phật nói nhằm phổ biến nô Bồ Tát quyền Phật này có hàng a xa số lượng phổ biến Bồ Tát đặng trăm ngàn nguyên đức môn tiền đà la ni tam thiên đại thiên thế giới di trân thể các đại Bồ Tát giữa đu đạo phổ biến. Lúc Phật nói kinh này phổ biến các vị Bồ Tát xa lời Phật các vị sanh nhân và hàng trợ dòng đơn phi nhân tất cả đây đại chúng đều rất vui mừng tỏ tri lấy Phật làm lễ mà đi.